Thưa quý vị và các bạn, vùng hội tụ gió đã bắt đầu suy yếu, vì thế từ đêm qua cả miền Bắc mưa giảm nhanh, chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi tại khu vực ven biển phía đông. Sang tới ngày hôm nay, Bắc Bộ đón ngày chủ nhật với thời tiết tạnh giáo và có nắng, nền nhiệt cao nhất trong ngày dao động trong khoảng từ 31 tới 34 độ. Dự báo trong 3 ngày tới, mưa ở khu vực sẽ chỉ còn xảy ra về đêm và sáng, vùng mưa cũng thu hẹp lại. Còn vào ban ngày trời có nắng nhiều hơn, nền nhiệt tiếp tục tăng nhẹ thêm khoảng từ 1 tới 2 độ, trời oi bức về trưa và chiều. Tại Trung Bộ, do sự hoạt động mạnh của giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực, vì thế cảnh báo một đợt mưa lớn trên diện rộng sẽ xuất hiện suốt dọc các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở vào tới Bình Thuận. Trong đó khu vực các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi là những nơi sẽ có mưa vừa mưa to với lượng từ 20 tới 50 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm. Ngay tại cả ở khu vực Thanh Hóa tới Quảng Trị, mưa cũng sẽ tăng dần, thời gian mưa chỉ tập trung vào khoảng chiều tối và đêm. Mưa nhiều làm cho nền nhiệt tại các tỉnh ven biển miền Trung từ Đà Nẵng trở vào tới Bình Thuận hạ thấp, chỉ còn dao động từ 29 cho tới 32 độ. Còn tại khu vực từ Quảng Trị trở ra tới Thanh Hóa, dao động từ 31 cho tới 34 độ. Dự báo đợt mưa này sẽ còn kéo dài đến khoảng ngày 12 tháng 7. Sự kết hợp của giải hội tụ nhiệt đới với gió Tây Nam hoạt động mạnh dần lên cũng khiến cho mưa dông tại Tây Nguyên và Nam Bộ gia tăng. Trong hôm nay mưa xuất hiện từ sớm, lượng mưa phổ biến từ 40 tới 70 mm trong vòng 24 giờ, có nơi còn trên 100 mm. Do mưa lớn dồn dập trong thời gian ngắn nên nguy cơ rất cao sẽ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Tây Nguyên và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Mưa tăng về cường độ nên nền nhiệt tại cả hai khu vực này sẽ có xu hướng giảm dần. Nhiệt độ trưa chiều dao động từ 26 tới 29 độ tại khu vực Tây Nguyên và khoảng từ 29 tới 32 độ tại các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ. Trên biển, hồi 4 giờ sáng nay, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 14,5 độ vĩ Bắc, 111,9 độ kinh Đông, cách đầu biển các tỉnh miền Trung khoảng 220 km. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó sẽ tiến sát đất liền các tỉnh Trung Bộ. Do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp, nên khu vực Nam Biển Đông sẽ có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Riêng vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông và vùng biển từ Bình Thuận tới Cà Mau sẽ có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 tới 3 mét. Sau cơn bão số 1 xảy ra đầu tháng 7, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ nay đến hết năm 2022, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 9 tới 11 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng từ 4 tới 6 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền của nước ta.